Quạt là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình ở Việt Nam mình dám chắc là bất cứ anh em nào coi clip này, đang coi clip này, nhìn qua đều thấy cây quạt đang ở trong nhà mình. Bởi vì quạt là một cái thiết bị gia dụng vô cùng cần thiết với mỗi chúng ta. Quạt mang lại luồng gió mát trong những ngày hè oi ả, cũng như là những cái luồng gió thông thoáng không khí, kể cả trong phòng máy lạnh. Cho nên chức năng của quạt là vô cùng quan trọng. Thì ở đây hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cây quạt mới nhất và cao cấp nhất của nhà Xiaomi, đó là quạt Smartmi Gen 3. Thêm một chữ nữa mới đúng đẳng cấp của nó, đó chính là Gen 3 Pro nha anh em. Anh em đừng có lầm lẫn với cái dòng trước đó là Smartmi Gen 3. Đây là Smartmi Gen 3 Pro với cái dung lượng pin nhiều hơn gấp đôi và cái khả năng đảo gió 360 độ mọi hướng. Nó đặc biệt và cao cấp chỗ đó. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình mở thùng ra thì đó chính là cái quạt này được hoàn thiện là vô cùng chi tiết và sắc sảo nha anh em. Nó không hề thua kém với những cái quạt nội địa Nhật có giá trị tới hàng 8 triệu, 10 triệu đồng đang có ở trên thị trường. Mặc dù giá thành cho cái quạt này nó đang ở mức là 3 triệu 200 ngàn mà thôi. Với cái giá 3 triệu 200 ngàn chúng ta có gì? Đó chính là những công nghệ xịn sò nhất. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ngoại hình của nó. Một cái quạt được làm tuyệt vời đẹp, tuyệt đẹp nha anh em. Chúng ta sẽ có một cái lồng quạt được cách điệu hiện đại. Cái cánh quạt của nó là cánh quạt 7 cánh cho cái luồng gió nghiễn hơn, êm hơn. Thân quạt được làm sắc sảo chi tiết. Thân quạt, cái trụ quạt được làm từ nhôm rất là xịn sò. Và một cái bảng màn hình nhỏ mini để hiển thị các cái thông tin quạt đang sử dụng. Ở dưới chân đế mình là một cái đế hình tròn rất là thanh lịch. Và có một cái đèn báo cái trạng thái pin của mình ở dưới này. Riêng cái remote này thôi cũng đã là một cái gì đó gọi là kiệt tác, bởi vì nó rất đẹp và sắc sảo nha anh em. Cầm trên tay mình nhìn thực tế mới thấy được là cái độ đẹp hoàn thiện của sắc sảo nên như thế nào. Từng đường bo cong, từng góc cạnh được làm rất là mượt và đẹp. Đặc biệt cái remote này anh em, remote này không dùng sóng hồng ngoại thông thường. Sóng hồng ngoại thì anh em mình phải chĩa cái remote vô đúng cái hướng cái quạt để nhận nó mới điều khiển được. Nhưng cái remote này được ứng dụng công nghệ mới, đó là điều khiển qua giao thức Bluetooth. Có nghĩa là anh em mình cầm ở bất cứ hướng nào, không cần chỉ vào cây quạt. Chỉ lên, chỉ ngược, chỉ xuôi, chỉ xuống thì vẫn điều khiển cây quạt này vô cùng nhạy. Ấn tượng tiếp theo của cây quạt này đó chính là nó được trang bị viên pin dung lượng lớn gấp đôi so với hệ tiền nhiệm, đó là Smartmi Gen 3. Smartmi Gen 3 thì chúng ta sẽ có viên pin là 30W/giờ. Và cái quạt Smartmi Gen 3 Pro này đã được nâng lên gấp đôi với cái viên pin có dung lượng là 60W/giờ. Và với cái thông số nhà sản xuất đưa ra thì chúng ta có thể sử dụng với cái mức công suất cao nhất trong vòng 2 tiếng đồng hồ liên tục. Còn với cái thông số mà mình sử dụng chế độ Eco, gió hiu hiu trong phòng điều hòa, điện ngủ, thì cái quạt này có thể xài liên tục có lên tới gần 20 tiếng đồng hồ lận nha anh em. Rất là lâu. Một cái điểm đặc biệt nữa cái quạt này đó chính là cái khả năng đảo gió 360 độ. Mà cái cơ chế đảo gió của nó là cái cơ chế điều khiển điện tử hoàn toàn, chứ không phải điều khiển cơ nha anh em. Quạt có thể điều khiển, có thể đảo gió lên xuống, có thể đảo gió qua lại và điều khiển trực quan vô cùng dễ sử dụng luôn. Bên trong đây là một cái động cơ với cái công nghệ là công nghệ DC, tức là dùng cái động cơ một chiều với cái công nghệ điều khiển tốc độ vòng quay là bằng công nghệ mạch biến tần. Với cái công nghệ động cơ DC và biến tần thì chúng ta có được một cái giải điều chỉnh tốc độ vô cùng linh hoạt. Tốc độ trên con quạt này điều khiển nó có thể dao động từ 1 cho tới 100 nha các bạn. Cái đơn vị của nó lẻ tới 1 cho tới 100 lận, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 tới 100. Thông thường thì các cái quạt động cơ AC thì chúng ta chỉ có 1, 2, 3. Và trong cái 1, 2, 3 của động cơ AC đó thì chúng ta sẽ chỉ có thể là nó cái độ dao động thay đổi giữa cái mức cao nhất và thấp nhất, nó không có thay đổi nhiều. Nhưng với cái động cơ DC này chúng ta sẽ có một cái giải tốc độ điều khiển tốc độ quạt vô cùng dài và rộng sâu. Nhỏ nhất thì nó cực kỳ chậm và nhanh nhất là khác biệt hoàn toàn so với cái mức đó. Cho nên là nhà sản xuất mới tạo ra 100 cái tốc độ khác nhau cho cái quạt này. Và cái động cơ DC nó một cái đặc điểm đó chính là nó là một cái động cơ có cái mức độ tiết kiệm điện rất cao về cái hiệu suất của nó so với động cơ AC mà các bạn đang dùng. Những cái quạt như Asia này, hay là Senko, hay là Li-Fan gì đó, thì tất cả những cái loại động cơ AC đó, thứ nhất là nó gây ồn, thứ hai nữa là nó rất hao điện. Với cái hiệu suất cái động cơ DC này thì có thể nói là nó gần như gấp đôi so với những cái quạt động cơ AC. Mình ví dụ động cơ con quạt này là 30W thì nó có sức mạnh tương đương với những cái quạt có động cơ AC là khoảng 50W nha anh em. Cái hiệu suất nó rất cao. Nếu như anh em mình cắm vô điện lưới, điện nhà thì 20W chênh lệch thì nó không cao, nó không có quá nhiều về tiền điện, phát sinh quá nhiều tiền điện trong sử dụng. Nhưng với một cái quạt mà sử dụng cái nguồn pin dự phòng để phòng trong lúc cấp điện mình sử dụng, thì đến lúc này, đến lúc sử dụng pin thì lúc đó chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của một cái động cơ DC nó tiết kiệm điện, nó quan trọng như thế nào. Quạt này có 3 cơ chế để điều khiển nó. Thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng remote. Cách thứ hai đó chính là có thể sử dụng phím điều khiển phía sau này. Tất cả các phím điều khiển này có cái mức độ nhảy rất cao nha anh em, bấm cực nhẹ cực nảy luôn. Và cái cách thứ ba là anh em mình sử dụng smartphone, tải app Smart Me Link về và có thể điều khiển tất cả mọi tính năng của cái quạt này ở trong cái app đó. Cơ chế sạc của cái quạt này cũng là vô cùng tiện lợi, đó chính là nó dùng cái lực hít của nam châm để kết nối với nguồn điện. Khi mình muốn kết nối với nguồn điện, mình chỉ cần đưa cái quạt lại gần là tự động nó sẽ hít lên đúng vị trí mong muốn. Còn khi mà mình muốn ngất ra thì mình chỉ cần đạp chân lên và kéo lại cái là xong. Vô cùng tiện lợi đúng không anh em? Anh em nhìn nè, tự nó hít vô đúng vị trí của nó, thế là xong. Phía sau đây là khu vực điều khiển nút phím bấm của quạt để điều khiển ngay trên trực tiếp trên quạt. Thì mình sẽ có nút nguồn nè, tắt mở nè. Nút tiếp theo là cái nút thay đổi tốc độ gió 1, 2, 3, 4. Nếu anh em giữ lâu thì nó là chế độ cảm nhận nhiệt độ môi trường auto. Rồi đây là nút điều khiển tắt mở chế độ đảo qua đảo lại. Đây là nút tắt mở chế độ quay lên quay xuống. Còn đây là nút hẹn giờ. Mỗi lần bấm một nút thì là 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Ở trong lần đầu tiên sử dụng, để kết nối được cái remote này với cái quạt thì anh em lưu ý phải thực hiện 2 cái thao tác sau đây. Đầu tiên là anh em bấm giữ 2 cái nút cuối cùng ở trên cái quạt đây. Sau khi quạt đã có tiếng bíp và đèn chớp nhá thì anh em bấm tiếp 2 cái nút đảo chiều trên cái quạt này cùng lúc. Rồi, có một tiếng bíp kêu lên thì lúc đó cái remote này mới có thể sử dụng được. Dùng thực tế thì quạt chạy là vô cùng êm. Lý do cơ bản ngoài cái động cơ DC của mình ra, còn có một thứ mà gọi là xa xỉ trên các cái dòng quạt khác, đó chính là cái cốt của nó sử dụng bạc đạn. Thông thường là những cái quạt anh em mình đang xài á, là sẽ chỉ có cái bạc thau thôi. Và cái bạc thau á, thứ nhất là nó gây nóng trục quạt lên bởi vì cái ma sát nó lớn. Thứ hai nữa là anh em mình phải thường xuyên bảo trì, tháo ra châm nhớt, nó mới duy trì được cái độ bôi trơn. Còn riêng bạc đạn thì anh em có thể xài 5 năm, 10 năm một cách thoải mái, không có sợ bị kẹt trục quạt cũng như là không có sợ bị gọi là nặng trục quạt. Bạc đạn là một trong những thứ mà rất quan trọng trên một cái quạt. Cái chi phí nó tuy là không cao nhưng mà chỉ có những dòng quạt cao cấp lắm mới có cái trang bị cái bạc đạn ở trong cái trục quay của động cơ được thôi. Và đây là giao diện điều khiển quạt Smartmi Gen 3 Pro trên smartphone. Chúng ta sẽ có một cái nút on off khởi động quạt. Và chúng ta sẽ có 3 chế độ. Thứ nhất là chế độ tiêu chuẩn. Chế độ thứ hai nữa là quạt sẽ hoạt động mạnh hay yếu dựa trên cái nhiệt độ môi trường, cảm nhận nhiệt độ môi trường và đưa ra được cái tốc độ quạt phù hợp. Và chế độ tiếp theo là chế độ gió tự nhiên natural, thì quạt sẽ quay lúc nhanh lúc chậm để tạo ra cái luồng gió giống như gió tự nhiên. Ngay kế bên dưới chính là cái thanh điều khiển tốc độ quạt cách vô cùng trực quan và rất chi tiết nha anh em. Những cái quạt thông thường là nó chỉ có khoảng 1, 2, 3, 4, 5 là cùng thôi. Nhưng mà riêng cái quạt này là có tới 1 cho tới 100 lượt. Rất là kinh khủng. Cái tốc độ điều khiển của mình nó quá là chi tiết và nhiều, 1 cho tới 100. Tha hồ mà lựa chọn theo ý mong muốn, đúng với cái lượng gió mà mình cần. Tiếp theo chính là phần điều khiển làm chủ được cái lồng quạt của mình, nó hoạt động theo cái hướng mình mong muốn. Đầu tiên, loop on có nghĩa là quạt sẽ xoay theo dạng hỗn hợp, tức là vừa xoay ngang vừa xoay dọc. Chế độ tiếp theo đó là stop on, tức là dừng lại cả hai chế độ quay ngang quay dọc. Chế độ tiếp theo tức là chế độ reset, có nghĩa là đưa quạt trở về trạng thái mặc định ban đầu. quạt sẽ trở về trạng thái hoạt định ban đầu. Tiếp theo là chúng ta sẽ có horizon và vertical. Thì cái horizon này thì sẽ là điều khiển quạt quay ngang, quay qua quay lại. Thì có hai cái nút ở đây, là mình sẽ muốn quay chiều nào thì mình sẽ bấm vào chiều đó. Anh em để ý nè, đó, mình quay, mình bấm, quay qua quay lại thoải mái ha. Còn muốn nó trở về vị trí mặc định ban đầu thì cứ bấm vào nút ở giữa, nó sẽ trở về vị trí mặc định ban đầu. Và muốn quạt đảo chiều tự động thì mình sẽ chọn vào đây, on nó lên trong cái mục đảo chiều. Thì cái chiều đảo này nó sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn cho chúng ta, bao gồm là chọn phía giữa bao nhiêu độ và ở góc nào, là anh em điều chỉnh cái thang này rất thoải mái nha. Bao nhiêu độ và ở góc nào thì anh em cứ điều chỉnh cái thang này, quạt sẽ đáp ứng đúng cho chúng ta qua cái thanh điều khiển quyệt chuyển động dọc vertical. Thì chúng ta cũng làm thao tác y như vậy. Đây là cái màn hình nó hiển thị đúng cái góc quay thực tế của cái lồng quạt bao nhiêu đây, thì chúng ta sẽ chọn được cái góc quay phù hợp theo đúng cái mong muốn của chúng ta. Thì theo mình nghĩ thì cái góc quay dọc này ít khi sử dụng, đa số thì mình sẽ sử dụng góc quay ngang là chính thôi. Góc quay dọc mình muốn trả về mặc định thì chúng ta sẽ bấm vào nút giữa, còn không thì chúng ta vẫn có thể điều chỉnh lên xuống thủ công. Ở trong cái app thì mình sẽ có được cái mục hẹn giờ nhiều hơn so với lại cái nút chỉnh phía bên ngoài trên thân quạt. Trên thân quạt thì chúng ta sẽ chỉ có thể chọn được từ 1 tới 4 tiếng đồng hồ hẹn giờ thôi, nhưng mà trên app thì có thể sử dụng tới 8 tiếng đồng hồ. Rồi ở dưới cùng chính là cái mục bật tắt đèn. Nếu như anh em mình nhạy cảm với ánh sáng mà ngủ mà có ánh sáng khó chịu thì chúng ta sẽ tắt cái đèn hiển thị trên quạt đi. Còn nếu thích thì chúng ta có thể bật lên. Còn nếu anh em ngại tiếng ồn thì chúng ta có thể tắt tiếng kêu bíp bíp đi. Còn nếu thích báo hiệu thì chúng ta bật lên. Và cái nút cuối cùng đó chính là nút khóa trẻ em. Ở đây thì khi mà mình khởi động cái nút khóa trẻ em này lên thì các cái phím trên sau quạt thì sẽ không sử dụng được nữa, chỉ có thể sử dụng ở trên remote và trên cái app này thôi.